do thằng cha bác sĩ á. Mổ bậy bạ cái chân em mới bị liệt á. Không chừng còn để quên cái gì trong người của em nữa. Em muốn không? Anh kiện thằng cha bác sĩ, tống nó vô tù luôn. Nè, anh đang nói gì mà kỳ cục vậy hả? À, bác sĩ mổ cho cổ đúng không? Đúng. Bác sĩ kỳ gì hả? Đành đưa chân cho kiểu tôi đi, đành đi. Mới đó mà nhớ muốn chết đi nè. Anh cũng nhớ em, nhưng mà giám đốc tin tưởng giao cho anh thêm vài ca mổ quan trọng nữa, chắc chiều nay anh chưa về với em được. Em đừng buồn anh nha, xong việc á anh sẽ về với em liền. Em biết rồi, không sao đâu. Vậy nha, bye bye ông xã. Thì ông Tài với Lam Anh gây lộn với nhau, rồi ông cố tình lái xe tông thẳng với Lam Anh, làm cho cổ gãy đốt sống lưng và bị liệt chân. Tại hiện trường gây án, ổng nằm bất tỉnh trên vô lăng, không ổng thì ai trong khoa đất này. Sao cậu biết Lam Anh bị tông từ phía sau? Lúc đó cậu không có mặt tại hiện trường, sao cậu biết cậu Tài bị bất tỉnh trên vô lăng xe? Có một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từng nói rằng, khi phụ nữ buồn á thì hãy tô son lên và tiếp tục chiến đấu. Bây giờ nội không mượn được tiền đúng không? Cầm nhà giùm tôi. Thằng nói nhiều quá. Giang nghe tôi dặn nè, ha. Cầm nhà rồi đúng không? Coi trong nhà có cái gì giá trị á, bán hết cho tôi, lấy tiền của vợ, biết chưa?